Hi, chào các bạn. Hôm nay là thứ hai, mình và Wilson sẽ ra ngoài đi chơi. Wilson, say hi. Hi, chào các bạn. Is it right? Yeah, it's right. Thường là mình và Wilson hay đi ra ngoài chơi vào ngày thứ hai và ngày thứ ba, tại vì thứ bảy chủ nhật rất là đông, cho nên là tụi mình thích đi ngày thứ hai với thứ ba hơn. Ngày hôm nay là ngày giống như là ngày hẹn hò. Wilson rất là thích đi coi phim, cho nên là tụi mình đi coi phim. Nhưng mà trước đó thì tụi mình sẽ đi ăn, và hôm nay tụi mình sẽ đi ăn một chỗ ramen rất là nổi tiếng ở Đài Loan, cũng rất là nổi tiếng ở New York luôn, nhưng mà ở New York mắc tới 20 đô lận. Còn ở Đài Loan thì rẻ hơn, khoảng 10 đến 11 đô một tô ramen, rất là ngon. Và ăn ở đó thì có một trải nghiệm rất là thú vị. Thì bây giờ tụi mình sẽ đi xe đạp tới chỗ đó và cho các bạn coi là ở chỗ đó ăn như thế nào. Vậy ha, bây giờ mọi người theo mình nha. Let's go. Late night nights with coffee, your soft eyes fill my dreams. Sleepless drives through old streets, wish I wouldn't dream the same. Soft bright fires by the sea, your bright smile's all I need. Every night we feel free, wish I wouldn't dream the same. Going to my favorite ramen here. It's like $10 something. Yeah. $20 in New York, just so you know. Regular ramen? That's ramen. Oh, the same brand? $20? Uh-huh. That's so expensive. Okay, let's go. Go. Yeah, that's it. 两位, 谢谢. 左手同事. 两位. 这边. Đây là chỗ ngồi, bản đồ của người ta ngồi. Ok, bây giờ là đây là menu của mình. Thì nước lèo. Thì nước lèo có loại light, medium and strong. Cái này là mặn ít hay mặn nhiều? Tại vì thường ramen rất là mặn, cho nên là mình không thích ăn mặn, cho nên là mình sẽ chọn cái này là light. Rich có nghĩa là độ nhiều mỡ, ít mỡ. Hay không? Thì mình sẽ chọn là... Thì sau khi mà mình order xong á, thì mình sẽ bấm cái chuông ở đây. Người ta sẽ ra để người ta lấy order của mình. I'm not afraid to die.
Đây là tổng cộng tiền mà mình của tất cả những cái mà mình đã order, tổng cộng là 492 đô la Đài Loan. Wilson thì khoảng 326, thì Wilson không có gọi cái pudding cho nên là của Wilson rẻ hơn. Yeah, let's go. Tụi mình mới đi ăn xong, siêu no luôn và siêu ngon luôn. Mình đó là cực kỳ ghét ramen, bởi vì lần đầu tiên mình ăn ramen đó là mình ăn ở New York, nó rất là mặn. Lần thứ hai mình ăn cũng rất là mặn, nói chung là mình không thích và sau đó là mình ghét ramen luôn. Đây là ramen mà Wilson dắt mình đi ăn và mình cực kỳ thích luôn, mình húp sạch nước luôn. Mình sẽ để địa chỉ ngay đây và mọi người nhớ là Google Maps và đi. Nó cũng gần Taipei 101 á, cho nên là dễ đi lắm. Một tip nhỏ nhỏ cho các bạn thì hãy đi ăn vào lúc 3-4 giờ. Thì đi giờ đó không phải xếp hàng, chứ bình thường mình đi á, là lúc nào cũng xếp hàng kinh khủng hết. Còn bây giờ thì mình đi coi phim. Let's go. Đi coi phim mà gần cái chỗ mà đi coi phim á, nó có Apple Store. Mình tính vô quay phim trong đó, tại vì cho mọi người biết Apple Store mới mở ở Đài Loan như thế nào, nhưng mà người ta không cho quay, cho nên là bây giờ tụi mình sẽ đi lên rạp chiếu phim. Thì cái chỗ mà rạp chiếu phim á là một cái mall mới mở ở Đài Loan, rất là đẹp, để bây giờ mình sẽ quay cho mọi người coi ha. Bây giờ đi coi phim với tụi mình nha. Mình sẽ đi coi phim trên tầng 7, tầng 8. Thì nó có một cái thang máy từ ở ngoài để đi vô trong cái mall luôn, rất là đẹp. Để cho mọi người coi nha. Mọi người có thấy không, nhưng mà nhìn xuống đây á, ngay chỗ đó là Apple Store, nó giống như là cái máy tính và cái MacBook Pro của Apple. Where are we going? Go to the theater. Movie theater. We are late. It does not mean. Mình đi toilet, cái Wilson tự quay Wilson luôn. Wilson rất là thích coi phim, tuần nào cũng coi 2-3 bộ phim á. Tiền đi làm có nhiều là đổ vô coi phim hết. Có mấy bữa là Wilson ngủ dậy lúc 9 giờ sáng, đạp xe đạp ra rạp chiếu phim, coi phim, xong rồi về ăn sáng và bắt đầu một ngày làm việc. Thường coi phim lắm. Không biết nay coi phim gì nữa. Mình coi mình chỉ biết sắp đi coi thôi. Còn phim gì là mình không có quyền quyết định, Wilson phải quyết định. What are we watching today? I don't know, tell me. So, hôm nay là tụi mình sẽ coi phim này. Toàn là tiếng Tàu không các bạn? Go. Gọi là, hình như tiếng Anh là Palm Shell hay là gì á. Không biết nữa. Rạp chiếu phim này rất là lớn. Đây là rạp chiếu phim mới. Chắc mọi người đi coi, rất là đẹp. Ghế ngồi cực kỳ đã luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
mới xem phim xong, bây giờ tính đi về, nhưng mà Wilson muốn mua dép, cho nên là bây giờ tụi mình sẽ đi mua dép. Các bạn đi theo mình nha. You like it? Tụi mình mới vừa xong hết, bây giờ tụi mình chuẩn bị về nhà. Thường á là giờ này là mới 6-7 giờ, là giờ mà đông nhất khi mà người ta đi Subway, cho nên là tụi mình sẽ đi xe điện về, giống như xe gắn máy điện vậy á, để hướng dẫn cho mọi người coi nha. Về đầu tiên á, cái app này gọi là GoShare. Bắt đầu mình tìm chiếc xe của mình. Đó, thì mình sẽ bấm Go thì nó sẽ tìm cho mình chiếc xe nào mà có gọi là nhiều điện nhất. Thì sau đó mình sẽ bấm Reserve để mình tìm chiếc xe đó, thì mình bấm Reserve. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đi tìm chiếc xe đó, thì khoảng trong vòng 7 phút từ chỗ này cho đến chỗ chiếc xe đó. Ok, bây giờ mọi người mình đi theo mình để mình tìm chiếc xe này nha. Mỗi lần mà tìm chiếc xe này vui lắm, giống như là chơi game vậy á. Mà Wilson với mình rất là thích chơi game, cho nên là tụi mình rất là hào hứng để tìm chiếc xe. Ok, bây giờ tụi mình đã tìm xong xe của tụi mình rồi, thì sau khi mà tìm xong á thì tụi mình sẽ bấm Let's Go. Đúng rồi, sau khi mình bấm Let's Go, mình bắt đầu lấy xe và đi. Trong chiếc xe này á, chỗ này á là cái chỗ mà mình có thể sạc được điện thoại, cho nên là mình khi mà mình gắn vô á là nó sẽ sạc điện thoại cho mình. Xe xong rồi bây giờ mình phải bấm ở trong đây là I'm done. Thì tổng cộng là mình chạy là 20 phút và tổng cộng là 50 đô Đài Loan. Ok, bây giờ có một chuyện rất là quan trọng mà Wilson muốn nhắc nhở các bạn, đó là like whenever we finish using the scooter, we have to park in the parking spot. Ok, he's nervous. So, có hai điều mà mọi người nên nhớ sau khi sử dụng xe. Thứ nhất á, là phải dùng chống đứng. Thứ hai á, là mình phải đậu vào những cái làn đường xe như thế này, chứ không phải đậu tùm lum chỗ hết. Tại vì đậu bậy bạ thì hình như là mình mất tiền hoặc là mình bị phạt hay sao á. Nhưng mà nói chung là phải tìm chỗ đậu xe nha. Ok, mình mới đậu xe, bây giờ tụi mình sẽ đi về nhà và làm tiếp công việc. Đó là xong một ngày mà tụi mình đi chơi ở ngoài. Thì nói chung là tụi mình đi chơi đơn giản lắm, ăn uống và xem phim. Tại vì Wilson rất là thích coi phim, cho nên là như vậy thôi, không có gì cầu kỳ hết. Mình nghĩ là cũng giống như mọi người khác bình thường thôi. Còn bây giờ thì tụi mình sẽ đi về nhà và làm việc. Không biết mọi người thích video này không, nếu mà thích thì comment cho mình biết bên dưới nha. Còn đây là Instagram của mình, nếu mà mọi người quan tâm thì mọi người có thể follow tại đây. Còn bây giờ thì tụi mình sẽ về nhà. Chào mọi người, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Bye. Wilson, say goodbye. Goodbye.